bạn năm nay mình sẽ tô là hộ nha bạn. Mình sẽ tô là màu nâu, nâu lè. Nâu tô gì? Dạ, nay tô cục gạch. Cục gạch, nói cục gạch tô màu đỏ hay màu nâu gì đó, nó lớn lên. Đây cục gạch. Nha bạn. Đây, cục gạch của mình đây. Đây mình sẽ tô một cục gạch nữa rồi. Chút mỡ mình sẽ tô cái sản này nha bạn, cái bay. Mình ngược đầu nha bạn. Tô đừng cho lên ra ngoài nghe quên. Nữa cha, cái này xi măng hả cha? Nào xi măng đâu? Xi măng nào? Cái lằn lằn là lằn xi măng á. Ta mình sẽ tô hai cục gạch cho nha bạn. Đây, hai cục gạch. Đây. Chú hồ hồ đang xay nha bạn. Rồi đây là cục gạch nhỏ nhất nha bạn. Cục gạch nữa. Bị chặt cái làm hai á, rồi là gạch nữa. Chị, chặt cái làm hai đâu? Tự nhiên bị chặt cái đó, cục gạch cũng bị chặt đó. Không, không. Đâu, chặt được coi. Lấy tay ra coi. Cục này là cục bị chặt nè. Thấy phần nửa cục không? Nhìn cái cục nguyên nè, cục dài thấy không? Cái này phần nửa nè. Là cục nửa đó, cục bị chặt phần nửa đó. Dạ. Ta gọi là gạch nửa. Nhanh lên đi, hay tô màu lỗi gì nữa. Đây nha bạn, mình sẽ lấy tay mình cào cho nó ra. Nó ra giống cục gạch nha bạn. Các bạn thấy màu giống cục gạch đâu? Cái này đồ hoài luôn, nó mới ra đó bạn. Con làm lem hết trơn Nguyên. Gì? Bôi mà. Cái gì được rồi, đừng có bôi, nó lem hết trơn kìa. Nó lủng luôn á, lủng giấy luôn đó.
Tố gì nữa hả? Tố gì nói lên? Tố gì? Anh đi tố cái tóc nha bạn. Ừ, tóc phải nói tóc. Tóc màu gì? Màu đen. Nó phải màu đen không? Cái màu màu đen không? Dạ. Ừ. Nói các bạn mình tô tóc màu đen. Đã tô tóc xong, tới mình tô chân mày nha bạn. Chân mày màu gì? Màu nâu. Không tô gì con nói lên quay. Mình tô màu nâu, màu xám nha bạn. Để mình tô màu hồng, màu tím. Không tô đâu. Tô cái miệng hả? Dạ. Đây. Tiếp tục tô gì nữa? Da. Cái này da vàng nha bạn. Đây. Da vàng, cái này da vàng. Đây là da vàng của mình. Đây là da lạc, da vàng. Hai cái giống nhau nha bạn. Cái này tại vì ta là màu giống, là ta dán hơi khác xíu. Này, em tô một cái rồi. Mình sẽ coi hồn nào. Cái nón kìa. Đây, cái bài, tới cái bài. Cái bài màu gì? Xám. Mình sẽ tô là màu xanh, xanh biến. Đâu phải xanh đó, này xanh dương mà. Xanh dương. Giống màu không? Giống. Ừ. Xanh dương tô gì ạ? Tô cái áo. Gì? Phải cái áo không? Áo công nhân. Nè. Này phải cái áo công nhân không? Công nhân. Ừ. Nói lên. Đây là áo công nhân nha bạn. Lấy màu, màu xanh dương tô các công nhân. Màu vàng mà. Xanh dương đó, con đang cầm màu gì? Màu xanh. Ừ. Xanh da trời. Này xanh da trời hả? Này cái này xanh da trời nè. Xanh da trời nè. Giữa mình tô tới màu cam nha bạn. Cam nổi. Mình tô cam nổi. Cam đậm. Cái gì cam nổi mà. Ừ. Mình tô gì màu cam nó tô gì? Mình tiên tô cái áo nha. Ừ, nói tô cái áo màu cam. Tô lem ngoài trơn, em muốn đi học cô chấm phục dịch luôn á. Không chưa?
Rồi tiếp tục hình này đi quay. Hình này hình bác sĩ nè. Thôi hình hình tôi bác sĩ hay gì? Không. Chỗ nào? Này tao họa sĩ. Ấy quá.